Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Cơ thể bạn nói gì, để chúng ta cùng nhau lắng nghe những chia sẻ về những vấn đề sức khỏe thường gặp. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện về chủ đề cách chữa tiểu đêm, tiểu nhiều lần tại nhà bằng thảo dược cho nam giới. Thưa quý vị và các bạn, tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són hay là tiểu không hết là những rối loạn tiểu tiện thường gặp ở nam giới độ tuổi trung niên hay là cao tuổi. Tuy xu hướng của y học hiện đại cũng như mong muốn của rất nhiều bệnh nhân đều sử dụng thảo dược bởi tính an toàn và hiệu quả của nó, thế nhưng do nhiều bệnh nhân không tìm hiểu kỹ nên sử dụng thảo dược sai cách hoặc là sử dụng những thảo dược không rõ nguồn gốc xuất xứ dẫn đến tiền mất tật mang. Bởi vậy, chương trình ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị nhìn nhận rõ về vấn đề này cũng như cách chữa rối loạn tiểu tiện một cách hiệu quả qua phần tư vấn của các chuyên gia trong chương trình. Kính thưa quý vị, tham gia chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến trường quay hai vị khách mời rất đặc biệt. Xin được giới thiệu thầy thuốc ưu tú bác sĩ cao cấp Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương. Chào MC, chào các quý khán giả đang theo dõi chương trình. Và vị khách mời thứ hai là người rất quan tâm đến chủ đề ngày hôm nay. Xin được giới thiệu chú Nguyễn Xuân Trường đến từ Thanh Xuân, Hà Nội. Chào MC, xin chào bác sĩ và xin chào khán giả trên truyền hình. Và như thường lệ, trước khi có cuộc trao đổi cùng với các vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây. Những người lính cống hiến cả tuổi thanh xuân của mình cho Tổ quốc, để rồi khi hòa bình, họ lại tiếp tục lao động sản xuất, làm việc hết mình để không bao giờ phải hổ thẹn với năm chữ Anh bộ đội Cụ Hồ. Chú Nguyễn Xuân Trường, 65 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, cũng là một người như vậy. Tôi là nhập ngũ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam từ năm 1970 cho đến năm 1975. Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, thì tôi là chuyển ngành về công tác tại công ty xây dựng Hà Nội. Cho đến năm 2015 thì tôi nghỉ hưu. Khi nghỉ hưu thì tôi có cái chế độ bảo hiểm y tế của người nghỉ hưu và được khám điều trị tại bệnh viện E. Khi có chế độ rồi ấy, thì tôi cứ 3 tháng hoặc là 1 quý, 2 quý là 6 tháng là tôi đi kiểm tra sức khỏe một lần. Lần đầu tiên ấy, thì tôi kiểm tra sức khỏe vào năm 2017. Thì lúc đó ấy, thì đo cái tiền liệt tuyến của tôi ấy, là 30 gram. Bác sĩ cũng không có kết luận và cũng chưa có điều trị thuốc cho tôi. Mà tôi thì lúc đó sức khỏe nó rất khỏe. Tôi cảm thấy rất bình thường nên mình cũng chủ quan. Nghĩ rằng đó là bệnh của tuổi già, lại là bệnh lành tính nên bác chủ quan. Nhưng nào ngờ chính vì sự chủ quan này khiến bệnh phì đại tiền liệt tuyến của bác ngày càng tiến triển một cách nhanh bất thường. Tôi là không ngủ được, cứ phải dậy đi tiểu đêm ấy, là tăng lên từ 4 đến 5 lần. Sức khỏe là sa sút, tiểu phải dặn này và tắc này, mình rất khó chịu. Sau đó thì tôi đi kiểm tra lần thứ hai ấy, thì cái tiền liệt tuyến của tôi ấy, nó đã tăng lên đến 39 gram, nhưng tôi cũng thấy rất là lo ngại và được bác sĩ chỉ định thuốc ấy, thuốc tây ấy, là tôi uống. Thì tôi uống xong thì tôi thấy nó vẫn chưa thấy giảm mà nó vẫn thấy tăng. Sau khi lần thứ ba thì tôi đi kiểm tra thì cái độ phì tiền liệt tuyến nó lên đến 44 gram rồi, không ngủ được nên người cứ gầy dập. Nhiều người nói là nếu bác sử dụng cái thuốc tây ấy, mà mình uống ấy, thì là cái phản ứng phụ sau này ấy, nó ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe. Và cái thứ hai nữa mà nó còn ảnh hưởng đến cái sinh lý của nam giới, nên tôi cũng rất là lo ngại. Tạm biệt chú Trường, ekip chương trình lại tiếp tục lên đường và dừng chân tại căn nhà nhỏ của người cựu chiến binh. Chú Đào Hồng Phú, 67 tuổi, ở thôn Cống Thôn, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Trò chuyện với chúng tôi về căn bệnh phì đại tiền liệt tuyến của mình, chú Phú không nén nổi những tiếng thở dài. Chú là Đào Hồng Phú, ở thôn Cống Thôn, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Chú bị tiền liệt tuyến từ năm 2015. Trong cái biểu hiện của chú là đi tiểu đêm nhiều lần, có thể một đêm đi 3-4 lần. Và đi là nó không dứt. Đấy. Đi xong rồi, xong lại muốn đi tiếp. Đấy. Mà nó có giỏ giỏ. Sau khi đi xong nó là giỏ giỏ. Cho nên nó rất là bất cẩn về vệ sinh. Đấy. Nó khó chịu lắm. Đấy. Mà đã tiểu đêm thì nó mất ngủ. Mà mất ngủ mà khôi phục lại giấc ngủ
sau khi tỉnh giấc có tuổi cũng rất là khó, có khi phải nằm nửa tiếng. Thế vừa chậm mắt được lại buồn đi tiểu, thế nên nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Hai ba lần thức đêm thì nó không ngủ được. Thế là chú cũng xuống mất tầm 2-3 cân. Cứ đi đâu xa là ngại, về đi thì nó cái công tác vệ sinh nó khó. Đấy. Nó đi tham quan hay đi du lịch là không dám đi. Đấy. Thế ở nhà thế là đêm phải dậy mấy lần để đi vệ sinh. Mà nó khổ nhất là cái khổ là đi nó không sạch. Đi xong một tẹo nó lại muốn đi. Hoặc nó có giỏ giỏ. Xong rồi nó còn giỏ một hai giỏ nó ướt cả quần. Đấy là cái khó chịu. Tháng 8 năm 2015 là chú đi khám và đi siêu âm ở bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Thì cái tiền đại tuyến của chú là 42 gram. Đấy. Thì bệnh viện Đa khoa Đức Giang có cho chú uống cái sa cha của Pháp. Nhưng mà uống nó hại. Cho nên là chú uống hai liều chú bỏ. Đấy. Nên chú quay sang dùng đông y. Đấy, chú uống 3-4 tháng. Nhưng mà nó có cái ấy là chú uống xong hay đau đầu và không thấy đỡ. Thưa bác sĩ, ngay từ đầu của chương trình thì chúng ta đã được xem một đoạn phóng sự và hai nhân vật trong phóng sự này đều gặp những vấn đề về rối loạn tiểu đêm rất là nhiều. Họ đã bị tiểu đêm nhiều lần, tiểu són hay là tiểu không hết. Vậy thì theo bác sĩ, nguyên nhân của vấn đề này là do đâu ạ? Tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu dắt, tiểu không hết. Đó là triệu chứng của nhiều cái bệnh lý, nhưng mà chủ yếu là người ta hay thấy ở nam giới là cái bệnh phì đại tuyến tiền liệt. Bệnh phì đại tuyến tiền liệt là gì? Nó là tình trạng bệnh lý của tuyến tiền liệt. Bình thường tuyến tiền liệt chỉ nặng 15-20 gram ở dưới đáy bàng quang, phía sau sương mù và trước trực tràng. Khi tuyến tiền liệt bị phì đại đấy, là kích thước của tuyến to lên do các tổ chức của tuyến nó ngày càng tăng sinh và dẫn đến các khối xơ chèn vào bàng quang, dẫn đến các chứng tiểu đêm, tiểu nhiều, tiểu không hết. Còn nguyên nhân ở đây do tuổi tác càng cao thì cái tỷ lệ bệnh lý tuyến tiền liệt càng nhiều, do sự mất cân bằng của cái nội tiết tố nam, testosterone ở nam ấy, nó bị chuyển hóa thành gì? Thành dihydrotestosterone. Mà dihydrotestosterone này nó làm kích thích cho các tế bào tuyến tiền liệt tăng sinh và sinh ra cái bệnh phì đại tuyến tiền liệt. Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì làm thế nào để mình biết được là mình đang mắc phải căn bệnh là phì đại tuyến tiền liệt ạ? Tiểu đêm là trường hợp đi tiểu trên 3 lần, còn 1 lần, 2 lần có thể là bình thường. Còn tiểu nhiều là gì? Ngày bình thường là đi 8 lần, trên 8 lần tức là tiểu nhiều. Và những trường hợp phì đại tuyến tiền liệt thì có thể tiểu đến 10-15 lần. Và đêm khi đi 7-8 lần tiểu không hết mà tiểu ngắt quãng. Nếu lâu dài không điều trị thì làm sao? Thì dắt buốt, đấy là viêm nhiễm đường tiết niệu. Bệnh nhân thấy thế thì cần phải đi khám ngay. Chẩn đoán thì người ta thấy rằng ngay tuyến tiền liệt sẽ to hơn bình thường. Bình thường của tuyến chỉ có 20-15 gram thôi. Và khi 30 gram thì nó to. Thậm chí có những trường hợp nó phì đại 60-80 gram thì những trường hợp này mãn tính rồi. Ngoài ra người ta còn thể làm một số xét nghiệm khác để chẩn đoán rằng bệnh nhân phì đại. Và đặc biệt là khi bệnh nhân có dấu hiệu như tôi nói phải đến khám ngay để còn loại trừ ra những cái triệu chứng khác. Ví dụ như là viêm nhiễm hoặc suy thận. Hiện nay chúng ta có những cách điều trị như thế nào vừa an toàn và hiệu quả để có thể điều trị dứt điểm căn bệnh này ạ? Có hai cách điều trị. Thứ nhất là điều trị nội khoa, thứ hai là điều trị ngoại khoa. Điều trị ngoại khoa khi mà điều trị nội khoa không có kết quả và cái lượng nước tiểu tồn dư ở trong bàng quang là trên 100 ml. Và cái thứ hai là cái điểm IPSS ấy, từ 20 điểm trở lên kết hợp với những cái biến chứng như là sỏi bàng quang hoặc là viêm nhiễm thì là có chỉ định là điều trị phẫu thuật. Có chỉ định mổ nữa là cái kích thước của tuyến là phải trên 60 gram. Điều trị ngoại khoa này cũng không phải là khỏi hẳn đâu. Theo một số thống kê thì trên 5 năm trở lên thì cái tỷ lệ phì đại tuyến tiền liệt sau phẫu thuật nó cũng tái phát khoảng 5-18%. Sau khi mổ xong thì nó cũng có những cái biến chứng, ví dụ như là chảy máu này, ví dụ hẹp niệu đạo này, ví dụ xuất tinh ngược dòng này, hoặc chít hẹp cổ bàng quang. Bệnh phì đại tuyến tiền liệt thì lại xảy ra những người cao tuổi. Cho nên đã cao tuổi thì không phải chỉ có bệnh tuyến tiền liệt mà nó còn bị mắc một số chứng bệnh nền khác, ví dụ như huyết áp, ví dụ như là tiểu đường. Do đó để phẫu thuật thì các nhà ngoại khoa cũng hết sức cân nhắc cẩn thận. Còn điều trị nội khoa thì cũng có hai cách. Một là điều trị bằng các thuốc y học hiện đại, tức là các thuốc nó làm cho giãn cơ bàng quang và giãn cái thành của tuyến tiền liệt và giúp cho tiểu được dễ dàng hơn. Nhưng mà cái nhóm thuốc này dùng ấy thì nó lại có những cái tác dụng phụ của nó, ví dụ như tụt huyết áp, đau đầu hoặc là mệt mỏi, nhất là những người cao tuổi thì phải hết sức cảnh giác. Thế còn cái nhóm thuốc nữa là để làm giảm kích thước tuyến tiền liệt
giảm kích thước thì tất nhiên nó không chèn ép vào cổ bàng quang và cũng như niệu đạo, và hạn chế quá trình phát triển của tuyến tiền liệt, có tác dụng phụ như là rối loạn cương dương này, giảm ham muốn tình dục. Bởi vậy nếu kết hợp để điều trị vừa giãn cổ bàng quang vừa giảm kích thước của y học hiện đại này thì nó nếu dùng đâu thì cái tác dụng phụ nó rất lớn. Bởi vậy là xu hướng hiện nay ở nước ta cũng như trên thế giới là người ta tìm những cái thảo dược thiên nhiên để điều trị, mà các thảo dược này đã được đúc kết sử dụng rất lâu đời. Cọ lùn này, hạt bí đỏ này, rồi là vỏ anh đào châu Phi này, và bồ công anh hoặc là tầm ma, và bào chế dưới công nghệ siêu nano để lấy những cái dược chất tinh túy nhất để đến thẳng cái tế bào đích, chống viêm, giảm đau, bào chế để điều trị cái chứng phì đại tuyến tiền liệt. Là có ba cái nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm để giảm kích thước và làm giảm co bóp của cái cổ bằng quang và cái thành của tuyến tiền liệt, cái cây cọ lùn, rồi vỏ anh đào châu Phi, hạt bí đỏ. Cái thứ hai là cái nhóm để điều trị chống viêm, lợi tiểu và kháng khuẩn, tăng sức đề kháng. Ví dụ như là cái bồ công anh, uvaushi, buchu và branberry. Đặc biệt nữa là phối cái nhóm thứ ba là cái nhóm gồm các vitamin và các yếu tố vi lượng, vitamin B6, vitamin E, selen, đặc biệt là kẽm và đồng, hỗ trợ nâng cao sức đề kháng của cơ thể, tăng cường cái khả năng sinh lý và ham muốn tình dục của nam giới. Thảo dược tự nhiên cho nên cũng ít tác dụng phụ, cho nên đạt kết quả cao, hữu hiệu trong vấn đề điều trị. Như bác sĩ vừa chia sẻ thì xu hướng y học hiện đại ngày nay là chúng ta sẽ kết hợp toàn diện rất là nhiều thảo dược cùng với nhau để có thể mang lại hiệu quả an toàn trong việc điều trị các bệnh lý về phì đại tuyến tiền liệt. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn và cụ thể hơn những thảo dược đó là gì không ạ? Ví dụ như tôi nói là ở thế giới, nhất là ở Mỹ, người ta cũng sử dụng cái cọ lùn ở Nam Mỹ mà đã được người thổ dân người ta sử dụng cách đây 200 năm. Và trong cọ lùn nó có một chất gọi siteron, nó có tác dụng giảm kích thước tuyến tiền liệt, ức chế cái enzyme 5-alpha reductase để cho cái testosterone của nam giới chuyển thành dihydrotestosterone. Mà dihydrotestosterone nó nồng độ cao, nó làm cho kích thích các tế bào tuyến tiền liệt phát triển tăng sinh. Hoặc là người ta sử dụng cái hạt bí đỏ. Trong hạt bí đỏ nó cũng có một cái enzyme delta phytosterone, nó cũng ức chế phát triển của tuyến tiền liệt, giảm kích thước tuyến và nó làm giãn cái cơ, do nó cải thiện được các chứng tiểu đêm, tiểu nhiều, tiểu hết. Ngoài ra người ta còn thấy là cái vỏ cây anh đào của châu Phi cũng có tác dụng là ức chế cái sự phát triển của tuyến tiền liệt, cải thiện được các chứng tiểu đêm, tiểu nhiều, tiểu không hết. Người ta có thể phối hợp thêm cái cây tầm ma có tác dụng chống oxy hóa cao và có tác dụng chống viêm và kháng khuẩn, hoặc là cái bồ công anh chống viêm nhiễm đường tiết niệu, đây là kháng sinh thực vật. Ngoài ra người ta có thể phối với lại một số các cái chất uvaushi này, branberry này và buchu. Dược chất này nó có tác dụng không cho vi khuẩn bám vào cái thành bàng quang và niệu đạo, và kết hợp là lợi tiểu, nó đẩy cái vi khuẩn ra ngoài, tránh được cái chứng viêm nhiễm đi tiểu buốt, tiểu rắt. Nam giới càng tuổi cao, cái mãn dục càng lớn, người ta kết hợp B6 hoặc vitamin E, đặc biệt các cái gọi là yếu tố vi lượng, selen, kẽm hoặc đồng, thì phối vào thì nó làm tốt cho cái sức khỏe tình dục của nam giới. Và thưa quý vị, ngay sau đây mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi một tiểu phẩm ngắn ngay sau đây. À chị, cậu đến đấy à? Ôi giời ơi, hôm nay có nhã hứng thưởng trà mới là ăn hoa quả kìa. Hôm nay chị, ôi ngáp kìa. Thế dạo này vợ chồng có chuyện gì hay sao mà nhìn chị tiểu tụy thế? Dạo này anh cậu làm nào mà gớm hành chị tụy quá cơ. Anh của em bây giờ đang ở cái thời điểm nó gọi là trở về thanh xuân. Chị cũng khó chiều anh đi. Chứ bây giờ công ty là nhiều em gái trẻ gái xinh, không phải sao là mất chồng đi chơi đấy. Không phải là như thế. Cậu nghĩ gì đấy? Thế em tưởng là không. Dạ. Là anh cậu ấy cứ 3-4 tiếng lại đi giải một lần, làm cho chị á mãi không làm sao mà ngủ được luôn. Anh nhà hay bị đi tiểu đêm á? Ừ. Tôi chết. 4 lần một đêm ấy. Thế thì anh chị đã có cái cách gì để chữa chưa? Này, đừng để lâu nguy hiểm đấy nhá. Tôi đã đủ mệt mỏi lắm rồi, cậu đừng dọa nữa. Tiểu đêm thì có cái gì mà căng thẳng đến mức độ như thế? Ôi dồi ôi, chị chả biết cái gì cả. Em nói cho chị biết nhá. Tiểu xón này, tiểu đêm nhiều này, tiểu khó này, tiểu dắt này. Nếu mà không chữa triệt để nhá, không cẩn thận là bị suy thận đấy. Rồi, suy cả thận á? Nguy hiểm thế mà. Ơ kìa, đùa đâu? Có cách gì không mách cho chị đi. Ngày trước ấy, bố em cũng bị những cái triệu chứng y hệt như anh nhà luôn. Nhưng mà bố em đã dùng cái giải pháp coi như là kết hợp với các thảo dược, quả cọ lùn này, hạt bí đỏ này, vỏ cây anh đào châu Phi này,
cực kỳ an toàn và hiệu quả. Chỉ sau một liệu trình mà coi như là cái tình trạng tiểu đêm giảm hẳn luôn. Bây giờ ông cụ vui tươi lắm, yêu đời lắm. Nhưng mà nhiều thành phần thế. Nhiều thành phần nó mới hiệu quả và an toàn chứ lì. Thôi tốt nhất là nhắn vào điện thoại cho chị để chị nhớ. Chứ không đầu óc đang mụ mị này không nhớ được đâu nhá. Rồi ôi được rồi. Vâng thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay còn có sự xuất hiện của một vị khách mời, đó là chú Nguyễn Xuân Trường đến từ Thanh Xuân, Hà Nội. Từ đầu phóng sự của chương trình thì Hoàng Phương được biết là chú đã từng phải rất là khổ sở và mệt mỏi với căn bệnh phì đại tuyến tiền liệt. Vậy thì không biết là hiện nay sức khỏe của chú như thế nào rồi ạ? Tôi thì là đã có cái bảo hiểm của người nghỉ hưu, thì cứ 3 tháng là tôi đi kiểm tra sức khỏe. Vào lần khám vào cuối năm 2017 ấy, thì bác sĩ có kết luận tiền liệt tuyến của tôi ấy, to hơn bình thường là 30 gram, và chỉ nhắc nhở tôi ấy, là về theo dõi và chưa cấp thuốc cho tôi để tôi điều trị. Mà sức khỏe tôi lúc đó thì tôi cũng cảm thấy rất là bình thường. Sau lần đó thì đợt 2 tôi kiểm tra, khi có cái kết quả thì tôi cũng rất là lo lắng. Tiến tuyến liệt tăng lên đến 39 rồi, có cái triệu chứng là đi tiểu thì nó rắt, hai là nó chậm, đêm ngủ thì dậy là 2-3 lần trong đêm. Bác sĩ có kết luận tôi là phải dùng thuốc tây. Sau khi kê thuốc và uống thuốc xong ấy, thì tôi về tôi cũng uống rất đều theo cái lời chỉ dặn của bác sĩ. Nhưng mà tôi thấy là cái sức khỏe mình nó vẫn thấy mệt mỏi, không ngủ được. Đi là 4-5 lần, đi thì nó rắt, thì nó xón. Mà đặc biệt ấy, mà đêm mà mình không ngủ được ấy, thì sức khỏe mình nó tổn hao, nó mệt mỏi này. Và nó sinh ra cáu gắt, kiểm tra lại tiếp. Thì lúc đó thì nó lên đến 44 gram rồi. Những cái ngày mà mình đi hội họp này, rồi đi có công có việc này, ăn uống rồi thì bia rượu nhiều ấy, đêm là cứ 5-6 lần là dậy đi, chưa vào xong nằm lại phải dậy đi. Chia sẻ với bạn bè anh em ấy thì các bác cũng nói là cái bệnh này ấy, là mình phải chữa, chứ không có mình để lâu ngày ấy, thì là nó sẽ sinh ra nhiều bệnh khác. Và thứ hai nữa ấy, mà uống nhiều thuốc tây thì nó ảnh hưởng đến các cái phản ứng phụ của trong cơ thể, và nhất là ấy là nó ảnh hưởng đến cái sinh lý của nam giới. Đến giờ phút này là tiền liệt tuyến của tôi ấy, các cái chỉ số thì hiện nay là xuống là đến 25-26, đi tiểu đêm thì hiện nay là hết, không còn. Tối thì có thể là ngủ một mạch từ tối đến sáng. Sức khỏe tôi thì là trở lại. Chú có thể chia sẻ bí quyết có thể giúp chú hoàn toàn điều trị dứt điểm căn bệnh này là gì không ạ? Tôi thì tôi tham gia là cái câu lạc bộ người cao tuổi của phường, cũng được các anh chia sẻ là dùng cái này là thảo dược kết hợp quả cây quạ nùn này, hai là hạt bí đỏ này. Thì khi tôi nghe được cái thông tin này thì tôi tìm hiểu không? Cái công dụng của nó, thì về tôi mua, tôi uống thì tôi thấy người tôi nhẹ nhõm, tiểu thì thấy nhanh, không bị rắt, không bị sót, 2-3 lần thôi. Sau đó tôi mua tiếp 2 liệu trình nữa. Đến giờ phút này ấy, thì tôi là hầu như là trở lại gần như bình thường. Đi tiểu thì rất là nhanh, thông thoáng, không bị tắc, không bị xoắn. Đêm ngủ thì một mạch từ tối đến sáng. Sau khi uống hết 3 liệu trình thì tôi đi kiểm tra sức khỏe. Tiền liệt tuyến của tôi ấy, còn có 28 gram. Vậy thì nó giảm đi gần 16 gram. Như chú Nguyễn Xuân Trường vừa chia sẻ thì chú đã tìm đến một cái giải pháp rất là hiệu quả từ việc kết hợp toàn diện các thảo dược thiên nhiên. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn về giải pháp này không ạ? Cái giải pháp mà như tôi nói ở trên là sử dụng thảo dược thiên nhiên, anh Trường đây đã sử dụng là rất hữu hiệu và đem lại cái kết quả hỗ trợ trong điều trị phì đại tuyến tiền liệt. Có 3 cái nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm làm giảm kích thước tuyến tiền liệt và đồng thời làm giãn cái cơ bàng quang, cải thiện được cái chứng tiểu đêm, tiểu nhiều, tiểu rắt, tiểu xón. Đấy là quạ lùn ở Nam Mỹ, ức chế cái men 5-alpha-reductase là cái men nó xúc tác cho testosterone chuyển thành dihydro testosterone, là dihydro testosterone thì lại kích thích các cái tế bào của tuyến tiền liệt tăng sinh tạo thành phì đại. Đặc biệt nữa là hạt bí đỏ và cây anh đào châu Phi thì nó có tác dụng làm giảm kích thước của tuyến tiền liệt, và cái nhóm có tác dụng là chống viêm và đào thải vi khuẩn, đấy là bồ công anh, uva oxy và bran bachi và buchu. Nó có tác dụng không cho vi khuẩn bám vào cái niệu quản và cái bàng quang và đồng thời nợ tiểu để đẩy cái vi khuẩn ra ngoài, chống được các chất oxy hóa. Có một cái nhóm nữa là nhóm làm tăng cường cái sức đề kháng của nam giới là các vitamin E, vitamin B6, nhất là có các cái yếu tố vi lượng, đặc biệt là kẽm và selen và đồng, giúp cho sinh lý được tốt lên, bào chế dưới cái công nghệ siêu nano. Nó dễ đi vào tế bào đích qua các cái hàng rào của tế bào và làm giảm được các cái triệu chứng viêm nhiễm, hỗ trợ trong điều trị phì đại tuyến tiền liệt. Thưa bác sĩ,
Bây giờ ấy, kích thước tuyến tiền liệt tuyến của tôi ấy, là giảm xuống là 28 gram, không còn đi tiểu đêm, tiểu khó, tiểu rắt. Vậy thì tôi xin hỏi bác sĩ là tôi có nên tiếp tục dùng cái giải pháp này nữa không? Theo tôi vừa rồi anh đã sử dụng cái giải pháp đã đem lại cái kết quả cải thiện được triệu chứng này, tuyến tiền liệt nó thu nhỏ trở về như bình thường ấy, thì anh vẫn phải dùng liều duy trì. Bởi vì cái bệnh phì đại tuyến tiền liệt là bệnh ở những người cao tuổi và nó luôn luôn tăng sinh phát triển nếu anh không điều trị. Mà khi anh đã điều trị được rồi ấy, mà nó giảm thì theo tôi là vẫn phải dùng liều duy trì để làm sao để hạn chế sự phát triển của tuyến. Giải pháp này nó còn có cái nhóm tức là hỗ trợ cho cái sức khỏe của cái tuổi nam giới mãn dục, tức là các nhóm các vitamin như là B6, là vitamin E, nó phục hồi cái thần kinh, nhất là có các yếu tố vi lượng, sắt, đồng, đặc biệt là kẽm, nó giúp cho cái chức năng tuyến tiền liệt khỏe mạnh, hỗ trợ cho cái tinh dịch hàm lượng tốt hơn và cái tinh trùng nó cũng khỏe mạnh hơn. Rất cảm ơn những lời khuyên hữu ích từ bác sĩ và câu chuyện của chú Nguyễn Xuân Trường. Và Hòa Phương hy vọng là qua chương trình ngày hôm nay thì rất nhiều quý vị khán giả đã có thêm những kiến thức để chăm sóc sức khỏe cơ thể mình tốt hơn mỗi ngày. Những tháng ngày mệt nhoài khổ sở vì phải sống trong cảnh liên tục dậy đi tiểu đêm cùng nỗi lo lắng khi khối u cứ ngày một to ra đã thực sự chấm dứt khi chú Phú tình cờ tìm ra được một phương pháp hiệu quả giúp chú chiến thắng được căn bệnh tuổi già này. Chia sẻ với chúng tôi, chú Phú không giấu nổi niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt. Chú dùng thì thấy cái triệu chứng đi ngoài ban đêm nó có giảm, nó xuống khoảng độ 1-2 lần. Đấy. Và cái lượng tiểu rắc tiểu nước nó cũng đỡ đi rất nhiều. Đấy. Cho nên là chú rất là phấn khởi. Cho nên chú cũng dùng thường xuyên thì đi tiểu nó mạnh hơn và nó không còn tiểu rắc tiểu rắc nữa. Trước kia thì cứ đi tiểu xong thì vừa vào nhà lại vẫn đi tiểu tiếp, nhưng bây giờ nó không còn hiện tượng nữa. Đấy là cái điểm phấn khởi. Tháng 8, 2018 chú uống nó chỉ còn 28 gram, nên chú là rất phấn khởi rồi, vì nó đang từ 42 gram nó xuống 28 là chú rất là mừng. Thì vừa rồi là ngày 27 tháng 7, ngày thương binh liệt sĩ, chú là thương binh, thế huyện có tổ chức khám sức khỏe cho chú, thì siêu âm ổ bụng thì người ta bảo tiền là tuyến của chú bình thường. Thế mà chú hỏi bình thường là bao nhiêu, người ta bảo bình thường là 22-23. Đấy, trên là chú rất phải cái kết quả nó là bình thường. Năm ngoái chú cũng khám rồi, cũng ở 27 tháng 7 thì người ta cũng bảo là bình thường. Chú rất phấn khởi là không phải đi tiểu đêm nữa và không phải đi tiểu rắt nữa, tiểu nó rất điểm luôn và nó trở lại bình thường. Thế là như là cái sinh hoạt bình thường, cái lúc nước như là tuổi trung niên thôi. Đấy, nó mừng, nghĩa là cái sinh hoạt của mình nó không bị ảnh hưởng gì cả, cái công việc của mình nó không. Chú bây giờ nó về 23 gram thì chú rất là mừng. Từ 42 nó về 32 là không thở được. Bí quyết của chú Phú cũng chính là bí quyết giúp chú Trường đẩy lui được căn bệnh tuổi già đã hành hạ chú bao năm nay. Không còn những đêm mất ngủ vì phải dậy đi tiểu, không còn ngày tháng chẳng dám đi đâu xa vì chứng tiểu nhiều lần. Chú Trường chẳng khác nào hồi sinh một lần nữa. Nhờ cái sản phẩm Bonimen nhập khẩu từ Canada rất tốt cho người bệnh tiền liệt tuyến. Sau khi tôi mua một liệu trình, tôi thấy sức khỏe của tôi là có thay đổi hẳn. Tiếp tục tôi mua, tôi uống đi tiểu lên là giảm đi thì không bị rắc, không bị tắc và rất là thông thoáng. Tôi ngủ được một mạch là từ tối đến sáng. Tôi đi kiểm tra độ thì tiền liệt tuyến của tôi ấy, thì lại nằm ở cái mức độ cho phép là 28 gram, tôi giảm 16 gram. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đúng là tuổi già chẳng cần gì, chỉ cần sức khỏe. Hy vọng câu chuyện của chú Phú hay chú Trường sẽ giúp nhiều bệnh nhân bị phì đại tiền liệt tuyến tìm lại được sức khỏe và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cơ thể bạn nói gì ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.